Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh World to Great Anime. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một chủ đề khác hẳn với mọi ngày. Cách làm video cũng khác với mọi ngày và cách tờ dẫn cũng khác nốt. Như tiêu đề các cậu có thể thấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Weibo. Vậy, tôi xin được phép hỏi hơn 72.000 bạn đã đăng ký kênh và những bạn vẫn chưa đăng ký kênh rằng Weibo là gì? Giảm cá không quá 50% trong số các cậu có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của từ này. Chúng ta chỉ thường thấy nó trên những cuộc war tranh cá trên Facebook khi một trong hai đối tượng đang war nhau set avatar anime và người còn lại sẽ thể hiện sự thượng đẳng của mình bằng một câu nói hết sức tuyệt vời. Weibo im mồm đi. Và nhân danh sức mạnh của mặt trăng, tôi xin được phép mù đạo mấy phát. Chính vì lý do chả mấy ai hiểu ý nghĩa của từ Weibo là gì, nên hôm nay, video này, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của từ này, cách sử dụng, cũng như cách đối phó với những người hay cười các cậu là Weibo. Và hãy cùng đến với video thôi nào. Let's go! Đầu tiên, Weibo là gì? Weibo là một từ được sử dụng bởi những thanh niên thượng đẳng trong những cuộc war khi đối tượng để hình ảnh của một nhân vật anime bất kỳ. Ngay lập tức, tay của người đó sẽ gõ phím trong vô thức và không cần sự điều khiển của não bộ và thốt ra câu Weibo im mồm. Đấy, đít mẹ Weibo. Tớ cá 99% người sử dụng từ Weibo trong trường hợp này còn chả biết nó có nghĩa là gì. Weibo là một từ do người Việt chúng ta tạo ra dựa trên từ gốc của phương Tây, đó là từ Weibo. Tiên thân của nó là từ Japanese, thường được dùng để ám chỉ những người phương Tây da trắng bị ám ảnh bởi văn hóa Nhật Bản. Còn từ Weibo là một từ do người Việt chúng ta biến tấu và chỉ thường được sử dụng ở Việt Nam chúng ta. Chi tiết tôi sẽ kể ngay sau đây. Như tớ đã nói ở trên, rằng từ tiền thân của từ Weibo đó là từ Japanese. Từ này xuất hiện ở các quốc gia phương Tây vào khoảng những năm đầu thế kỷ 21 và được phổ biến rộng rãi trên Internet vào năm 2005. Japanese được ghép từ wannabe, white và Japanese. Từ này được dùng để ám chỉ những người bị ám ảnh bởi văn hóa Nhật Bản như anime, J-pop, hentai. Trên cơ bản thì ý nghĩa ban đầu của từ này chả có gì là xấu cả. Nó chỉ đơn giản là ám chỉ một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi một nền văn hóa khác, không hề có ý kỳ thị hay phân biệt gì cả. Sau đó thì từ Japanese đã được 4chan thay thế bằng từ Weibo. Dành cho bạn nào không biết thì 4chan là một trang web diễn đàn hình ảnh, image board tiếng Anh. Người dùng thường đăng một cách ẩn danh với những bài đăng mới nhất xếp trên. Weibo là một thuật ngữ được căn nghĩa từ một từ trong bộ truyện tranh có tựa đề Perry Bible Fellowship được sáng tác bởi Nicholas Gilwich. Weibo nhanh chóng đã thay thế cho Japanese. Nó được áp dụng với mục đích ám chỉ sự khó chịu và sỉ nhục những Japanese trước đó. Tính ra thì từ lúc này trở đi thì mọi chuyện dần bắt đầu thay đổi theo chiều hướng khác khi từ Weibo bắt đầu được sử dụng với mục đích kỳ thị nhiều hơn tại các quốc gia phương Tây. Từ điển Urban đã định nghĩa chi tiết về thuật ngữ này, tuy nhiên nó không nặng nề như ý nghĩa nguyên bản được cộng đồng sử dụng lúc bấy giờ. Jennifer Markey đã miêu tả từ Weibo rằng nó chỉ đơn giản là một người phương Tây bị ám ảnh quá mức bởi văn hóa Nhật Bản. Từ này thường được dùng bởi những người bình thường với những fan anime thông thường cho việc ám chỉ những fan hâm mộ cuồng nhiệt đến mất kiểm soát. Và sẵn đây, tôi cũng xin được giải đáp thắc mắc rằng từ Weibo có giống từ otaku của Nhật Bản hay không. Trên cơ bản thì ý nghĩa của hai từ này gần như là giống nhau. Khác biệt ở chỗ, otaku dùng để ám chỉ những người Nhật bị phát cuồng của chính họ, còn Weibo được dùng cho những người phương Tây phát cuồng với văn hóa của Nhật Bản. Trên thực tế thì một người chỉ bị gọi là Weibo khi họ thể hiện và hành động thái quá về những việc liên quan tới sở thích của mình, những hành động được xem là quá cuồng nhiệt và gây ảnh hưởng đến những người xung quanh họ. Ở phương Tây nó là thế, còn khi về Việt Nam thì từ Weibo được thuần Việt hóa trở thành Weibo. Weibo là cách đọc phiên âm của người Việt cho từ Weibo. Nó được dùng để ám chỉ những đối tượng giống hệt như ở các quốc gia phương Tây, cũng đam mê anime, manga, hentai. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, từ này được sử dụng một cách tiêu cực hơn nhiều so với ở phương Tây. Weibo được dùng để thể hiện sự phân biệt, kỳ thị và sỉ nhục những người có niềm đam mê với văn hóa Nhật Bản và hay hành động quá khích, thường tự xưng mình là otaku, nói chuyện thường pha lẫn tiếng Nhật hoặc hành động như những nhân vật trong các bộ anime Nhật Bản. Nếu chỉ dừng ở đó thôi thì hôm nay sẽ không có video này. Tuy nhiên thì sau khi từ Weibo được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam thì có rất nhiều các nhà bác học thiên tài, các chúa hề sử dụng nó như một kiểu kỳ thị tất cả các fan anime dù họ chả hề hành động đúng như ý nghĩa mà từ Weibo ám chỉ. Cụ thể như thế nào thì chắc các cậu cũng biết hết rồi. Trong bất kỳ một cuộc nói chuyện, cãi nhau ở một nơi nào đó trên Facebook giữa hai người và một trong hai để Ava anime thì ngay lập tức sẽ bị bảo là Weibo im mồm. Điều đặc biệt ở đây là nếu cậu là người bị gọi là Weibo trong trường hợp đó, cậu có cố giải thích như thế nào thì đối phương cũng chẳng thèm nghe cậu nói gì. Họ sẽ lặp đi lặp lại từ này, y hệt một con robot được lập trình sẵn cho đến khi các cậu quá mệt mỏi và rời đi.
Không những thế, từ Weibo này còn trở thành một hiệu ứng đám đông lớn khủng khiếp trên khắp cộng đồng mạng. Bất cứ ở nơi đâu, chúng ta đều có thể thấy từ Weibo này xuất hiện theo nhiều cách khác nhau. So với thời điểm hiện tại, thì vào những tháng cuối của năm 2019 và đầu 2020, số người sử dụng từ Weibo theo chiều hướng này đã không còn nhiều như trước nữa, nhưng nó vẫn là một vấn đề đáng để nói. Việc chúng ta thay đổi suy nghĩ của những đối tượng này thì gần như là không thể, bởi họ hành động như một con robot được lập trình, không hề có não, và chúng ta cũng không phải những kỹ thuật viên lập trình đến từ NASA. Nhưng tớ sẽ chỉ các cậu cách đối phó với những trường hợp tớ vừa nói trên nha. Sau đây, tớ sẽ hướng dẫn các cậu đối phó với những trường hợp gọi mình là Weibo trên mạng xã hội. Trong trường hợp đối phương miệt thị các cậu ở trên mạng xã hội, có hai cách cơ bản để đối phó với họ như sau. Cách thứ nhất, hãy Weibo hết sức có thể. Vỗ tay! Vỗ tay quá! Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng nếu nghĩ kỹ thì nó cũng chẳng thuyết phục gì mấy. Nhưng nếu trong trường hợp cậu bị tấn công và bị miệt thị là Weibo như vậy, những lời nói của cậu lúc đó sẽ là vô nghĩa, nên hãy thuận theo chiều gió và Weibo hết sức có thể. Hành động như kiểu cậu là main của một bộ anime isekai khiến đối phương sợ hãi và rời đi. Điểm mạnh, dễ sử dụng, dễ xử lý. Điểm yếu, cậu sẽ trở thành chủ của cái rạp xiếc này. Cách thứ hai, lờ nó đi. Tớ khuyên chân thành các cậu một câu, đó chính là nếu gặp trường hợp như trên thì đừng cố cãi lại làm gì, vì suy cho cùng đối phương cũng chẳng thèm nghe. Mọi chuyện sẽ kéo dài một cách vô nghĩa và các cậu sẽ chỉ tốn thời gian vào cuộc cãi nhau này. Hãy lờ nó đi và quay trở lại cuộc sống của mình. Video ngày hôm nay hơi ngắn, được tạo ra với mục đích giải trí cho tất cả các cậu. Cảm ơn các cậu đã quan tâm theo dõi hết video. Nhớ like và subscribe cho Way to Way Anime nha. Theo dõi fanpage của chúng tớ để có thể cập nhật những thông tin thú vị về anime mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì Way to Weird out.